mọi người đi ra ngoài mua, mọi người sẽ rất là khó mua được bộ này nha mọi người. Tại vì sao mình nói vậy? Mọi người có thể thấy là ở ngoài thường thì người ta sẽ xài là những cái bộ khối, tức là góc khối, tức là cái phần này nó sẽ là một khối, phần này nó sẽ là một khối, đúng không ạ? Nhưng mà bộ này mọi người có thể thấy là tại sao mà cái vân mặt nha mọi người, vân mặt này với vân mặt này nó lại khác nhau. Thì tất nhiên là nó sẽ từ hai cái vén khác nhau. Và nếu mà mọi người chơi từ một cái bộ cây, ví dụ như là cái này là một cây khối đi, thì nó sẽ không được vân mặt đẹp như vậy nha mọi người. Tức là mọi người chỉ được đẹp một mặt, còn mặt còn lại thì nó sẽ không đẹp. Do vậy bộ này nó sẽ ở một đỉnh cao khác nha mọi người. Tức là mình sẽ ghép các cái tấm này lại từ một cái mặt, nhưng mà ở trong nó có xài mộng nha mọi người, chứ không phải là mọi người đặt hai tấm vén lại nhau xong rồi bắt đi chạy. Hoàn toàn không phải vậy nha mọi người. Hàng này đấy, bên mình là chạy mộng ở trong đây luôn. Đây là một kỹ thuật rất là cao cấp nha mọi người, rất là cao cấp. Tại vì sao mình nói vậy? Tại vì khi mọi người xài những cái màn bắn đinh ấy, thì cây nó co ngót, đinh nó sẽ không chịu được, nó sẽ hé ra. Còn hàng này mọi người xài là nó rất là khó bị hé. Tại vì sao? Tại vì hai cái mộng nó giằng nhau, do vậy là nó rất là khó bị hé ra nha mọi người. Và mọi người nhìn rô phát này, cứ như là một cái cây, đúng không ạ? Và mọi người mua cái cây dạng hộp hộp khối ấy, thì như mình nói mọi người là nó sẽ không đẹp như vậy. Mọi người thấy không? Hai cái mặt đều đẹp hết, toàn bộ mặt vân đều đẹp hết. Do vậy mọi người có thể thấy ở trình độ thôi là đã thấy là một cái đẳng cấp rất là khác biệt rồi, phải không ạ? Chứ ở ngoài thì mình mọi người thấy là xài một thời gian thì nó hé ra là do người ta bắn đinh. Còn hàng này là xài bằng mộng, hai tấm mộng khép vào với nhau, do vậy nó sẽ rất là đẹp. Bộ này hoàn toàn là vân lựa hết nha mọi người. Mọi người có thể thấy là bông vân lên cực kỳ đẹp, phải không ạ? Hàng cây vân lựa hết. Cho mọi người xem thêm cái mặt bàn nữa này, lên rất là đẹp, phải không ạ? Và toàn bộ những cái bộ này ấy, thì mặt của nó sẽ dày là 33 phân. Mặt bàn, mặt ghế đều dày 3 phân hết. Toàn bộ mặt bàn, mặt ghế đều dày 3 phân hết nha mọi người. Đây cho mọi người xem dưới ống kính này. Đó, dày 3 phân hết nha mọi người. Nhìn vô thì có khoảng 2 phân 8. Tại vì sao? Tại vì mình sẽ chè mài đi cho cái mặt này nó láng. Đó, mặt bàn, mặt ghế, mặt đồ đều dày 3 phân hết. Và các cái ghép, các cái hộp này này, nói chi tiết cho mọi người biết luôn nha, là nó sẽ dày là dày 2 phân. Dày 2 phân nha mọi người. Do vậy mọi người đi đứng ở trên đây nhún nhảy thoải mái luôn nha mọi người. Mọi người thích nhún nhảy thoải mái, chẳng thua gì hết. Tại vì sao? Tại vì mình sử dụng những cái kỹ thuật cao, mà do vậy nó rất là chắc. Nó rất là chắc nha mọi người. Và mọi người có thể thấy thiết kế bàn này thì mình sẽ có ở trên nó sẽ là một mặt, ở dưới là mình sẽ có cái mặt tầng. Mặt tầng này phía bên trong đây thì nó sẽ xài là mặt 35 phun chanh, mặt dày 1/3. Viền ngoài thì dày 3 phân. Đó. Mọi người có thể thấy là có cái cửa hàng nào mà báo chi tiết như vậy không ạ? Thì bình thường thì chỉ có báo sơ sơ, cái mặt này đều dày 3 phân hết, chấm hết chương trình, đúng không ạ? Còn bên mình thì lại khác nha mọi người. Mình báo rất là chi tiết cho mọi người biết là cái chất gỗ, cái sản phẩm mọi người đang sử dụng, mọi người đang sở hữu nó như thế nào. Đó. Nó có chất lượng hay không? Đó. Mọi người thấy không? Hàng làm chất lượng thì mọi người có thể thấy là nó ở một cái phân khúc rất là khác biệt, và mình tự tin để giới thiệu với mọi người. Do vậy mọi người có thể hoàn toàn an tâm xài những cái sản phẩm này 5-60 năm là chuyện bình thường. Và mọi người đang xài những cái bộ như vậy, giá thì rất là mềm nha mọi người. Hiện tại bộ này ấy, giá của nó chỉ có 59.800 thôi. Nhưng mà mọi người biết là chỉ 2 hay 3 hay 4 năm nữa là nó lại lên giá tiếp. Vàng nó còn rất rẻ nhưng mà cây không rất rẻ nha mọi người. Tại vì sao vậy? Tại vì cây nó mỗi ngày nó mua ít đi, và nó sẽ ngày càng có giá trị hơn thôi nha mọi người. Và mình xin được báo kích thước của sản phẩm nha. Chiều dài của băng ghế dài này là 2m29, sâu là 70. Cái bên này thì chiều dài của nó là 1m8, sâu là 70. Và khi mọi người sử dụng nha mọi người, tức là cái mặt này, cái mặt này mặt sử dụng của nó sẽ là 2m35. Bên này thì nó sẽ là 1m73. Và chiều sâu mặt của nó là 55 nha mọi người. Rất là lớn để cho mọi người xem. Đó, mình mới bảo với mọi người là mọi người bây giờ còn cái giá này, chứ về lâu về dài thì những cái mặt như vậy nó ngày càng cây nó lên đó, là nó ngày càng giá trị lên. Là mọi người sẽ khó mà sở hữu được những cái bộ như vậy nha. Và cái bàn này thì chiều dài của nó sẽ là 1m14, sâu là 70. Cái đồn này nó sẽ là 70, ngang là 55. Cái đồ này là đồ nhẹ nhất, thì mình sẽ cho mọi người xem ở dưới bên trong nó sẽ như thế nào nha. Ok. Rồi, đây nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy là đó, các cái vách này mọi người thấy không? Hoàn toàn làm dày 3 phân hết nha mọi người.
Do vậy mọi người có thể thấy là một cái lượng chất lượng sản phẩm rất là chắc chắn, phải không ạ? Bên trong đây thì mọi người có thể thấy là hoàn toàn là cây, chất cây là cây gỗ gõ đỏ hết. Và mình xài hoàn toàn là bắn câu bằng vít lớn cho mọi người, chứ không phải là bắn đinh cạch nha. Do vậy mọi người có thể thấy là cái chất lượng này, cho mọi người xem cái ghép góc này. Đó, cái ghép góc này như mình nói mọi người này, đó, nó như một sợi chỉ thôi nha mọi người, rất là đẹp, trình độ thợ rất là cao. Chứ bình thường mọi người ra mà sở hữu được những cái sản phẩm như vậy là rất là khó nha mọi người. Đó, làm cực kỳ đẹp mọi người thấy không? Các cái ghép góc này, trời nhìn phép là mê luôn nha mọi người. Thợ mà tay nghề cao thì mọi người thấy là các cái đường ghép này nó rất là chuyên nghiệp, xài rất là nhìn vô là thấy đẹp rồi. Và giá mọi người đang mua ở đây thì lại là giá tại xưởng sản xuất nữa. Tại vì mình thấy là ở ngoài thị trường hội chợ bán những cái bộ này là này 70 triệu là bình thường nha mọi người. Đó, mọi người cần tư vấn gì thì mọi người có thể gọi trực tiếp cho bên xưởng của một gia đình nha. Và những cái sản phẩm này bên mình giao tới không giống mô tả, mọi người trả hàng hoàn toàn miễn phí luôn nha. Không mất một đồng phí nào luôn, giao tới không giống mô tả, mọi người cứ trả hàng hoàn toàn miễn phí. Đó, nếu thấy clip của mình hay thì mọi người nhấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và chào tất cả mọi người.